Theo thông tin từ đại sứ quán Pháp, bắt đầu từ ngày 17 tháng 10, những người muốn nộp hồ sơ xin thị thực tại các cơ quan ngoại giao Pháp ở Việt Nam phải nộp hộ chiếu có ghi nơi sinh. Cụ thể trên trang Facebook đại sứ quán Pháp tại Việt Nam thông báo rõ hồ sơ xin thị thực nộp tại đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh phải kèm theo hộ chiếu có ghi nơi sinh ở trang 2, trang 4 hoặc trang 5. Đại sứ quán Pháp cho biết thêm, quy định trên áp dụng với tất cả hồ sơ xin thị thực vào nước này, bất kể thời gian lưu trú ngắn hay dài hạn. Các hồ sơ đã tiếp nhận không bị ảnh hưởng và sẽ được xử lý bình thường. Thời gian qua, một số quốc gia như là Đức, Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc, Phần Lan thông báo dừng cấp thị thực vào hộ chiếu Việt Nam mẫu mới vì không thể hiện nơi sinh của người mang hộ chiếu. Hiện tại, Đức, Phần Lan và Tây Ban Nha cũng đã chấp nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam, miễn là thông tin về nơi sinh được bổ sung và đóng dấu hợp lệ.